Một ngày sau khi chia tay World Cup 2022 trong nước mắt, Cristiano Ronaldo đã trải lòng qua một bài đăng trên trang cá nhân khẳng định bản thân luôn cống hiến hết mình để trở thành một phần của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, nhưng siêu sao 37 tuổi vẫn đang để ngỏ tương lai của mình đối với sự nghiệp quốc tế. Cầu thủ từng 5 lần giành quả bóng vàng FIFA đã đến Qatar với sứ mệnh chứng minh rằng anh vẫn có thể tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp đã kết thúc trong nỗi thất vọng với 2 trận ngồi dự bị liên tiếp và việc anh chỉ vào sân ở đầu hiệp 2 trận tứ kết với Maroc đã không thể cứu vãn tình hình khi Bồ Đào Nha thua 0-1 và chấp nhận bị loại. Trước khi rời giải trong nước mắt, Ronaldo là chủ đề bàn tán qua hàng loạt câu chuyện được theo dệt xung quanh việc anh có phản ứng vì bị thay người ở trận cuối vòng bảng thua Hàn Quốc, mà đỉnh điểm là tin anh dọa rời giải sớm nếu không được đá chính. Ronaldo viết trên Facebook: "Tôi chỉ muốn tất cả các bạn biết rằng nhiều điều đã được nói, nhiều điều đã được viết, nhiều điều đã được suy đoán, nhưng sự cống hiến của tôi cho Bồ Đào Nha không hề thay đổi dù chỉ một khoảnh khắc. Tôi luôn là một người sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu của mọi người và tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với đồng đội và đất nước của mình." Bất chấp kỳ giải thất vọng, Ronaldo vẫn kịp ghi vào danh sách những kỷ lục trong sự nghiệp của mình với tư cách cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup sau pha sút phạt đền thành công vào lưới Ghana trong trận mở màn vòng bảng. Trước World Cup, Ronaldo từ chối cho biết liệu giải đấu ở Qatar có phải là cuối cùng của anh hay không và nói rằng anh đang hướng tới giải vô địch châu Âu 2023. Tương lai ở đội tuyển của Ronaldo chắc chắn sẽ phụ thuộc nhiều vào môi trường thi đấu sắp tới. Sau khi anh đã chia tay Man United trong đồng thuận, chỉ 2 ngày trước World Cup, hôm ngày 6 tháng 12, Cristiano Ronaldo thẳng thừng bác bỏ tin đồn đã đồng ý gia nhập câu lạc bộ Al Nassr của Ả Rập Xê Út và có vẻ anh vẫn mong chờ một cơ hội tỏa sáng ở Champions League, ít nhất cho đến khi kết thúc mùa giải này.